Trong số những loài chim xấu tính nhất thế giới, có lẽ chim tu hú là loài đứng đầu danh sách vì sự tàn nhẫn và máu lạnh của mình. Thiên chức làm mẹ và chính tình cảm với đứa con là sợi dây gắn kết đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho muôn loài. Thế nhưng, loài tu hú lại từ chối thừa nhận thiên chức đó. Vào mùa sinh sản, chim tu hú mẹ sẽ tìm kiếm cho mình một chiếc tổ của loài chim khác thay vì tự tay nuôi con. Nó sẽ nhảy vào tổ đẻ một quả trứng của mình lẫn vào. Do trứng tu hú có kích thước tương đương và hoa văn gần giống nên vợ chồng chim bị đẻ nhờ, không thể phát hiện ra. Ngay từ trong trứng nước, chim tu hú con đã có bản năng của loài chim ác quỷ. Nó ra đời sớm hơn những con chim chích con khác và ngay từ giây phút đầu tiên đến với thế giới, tu hú con đã lộ ngay bộ mặt, khốn nạn và máu lạnh vô tình hệt như mẹ của mình. Vừa ra đời, chim tu hú con đã gào thét đòi bố mẹ nuôi mớm thức ăn, trong khi đó, chỉ chờ bố mẹ nuôi đi vắng, con chim tu hú con còn chưa mở mắt đã biết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng đạp những quả trứng chim còn chưa kịp nở còn lại văng ra khỏi tổ. Khi chim bố, chim mẹ bay về, tu hú con lại giả dạng làm một đứa con ngoan ngoãn, đói bụng đang móng ngóng bố mẹ về. Khi bố mẹ nuôi bay ra khỏi tổ để tìm kiếm thức ăn cung phụng nó lại ở tổ tiếp tục nhẫn tâm xuống tay với những quả trứng khác. Thậm chí nếu những quả trứng kịp nở ra con non, những con chim non tội nghiệp cũng chung số phận với anh em còn chưa kịp nở của mình. Vào lúc đó, vợ chồng chim bất hạnh vẫn không hề biết đến âm mưu diệt tộc của đứa con nuôi có bản năng ác quỷ, không hề biết đứa con nở sớm nhất của mình lại là đứa con của kẻ khác và càng không ngờ hơn, tuy vẫn còn bé xíu, chim tu hú con đã biết độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim bố mẹ. Chim tu hú con đã đẩy hết các quả trứng của chim chích ra khỏi tổ, kết thúc cuộc đời của nó khi chưa nở. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, nó lớn lên rất nhanh và suốt ngày kêu réo nguồn thức ăn từ đôi chim chích bố mẹ nhỏ bé. Để đáp ứng nhu cầu tham ăn của đứa con hoang to hơn cha mẹ chúng nhiều lần, cặp vợ chồng nhà chích phải nỗ lực tìm kiếm thức ăn. Đến khi đã đủ lông, đủ cánh, tu hú con sẽ bay đi, bỏ rơi kẻ nuôi dưỡng nó. Một ngày nào đó, có thể nó sẽ lại đẻ nhờ chính vào cái tổ bố mẹ nuôi. Hiện tượng đẻ nhờ của chim tu hú được cho là thâm hiểm trong thế giới tự nhiên.